tiểu thiếu gia cơ thần của gia tộc cổ xưa mà thần bí. Không kế thừa gia sản khổng lồ, lại trà trộn vào giới giải trí. Tân tân vất vả cày cái bảy năm, vốn định dựa vào một tác phẩm chất lượng cao, đánh ra danh tiếng trong làng giải trí, lại bị lưu lượng ngôi sao chặn hồ. Trong cơn nóng giận, hắn lên án mạnh mẽ giới giải trí hắc ám. Gặp phải tư bản phong sát. Một cú điện thoại thần bí dẫn ra một đám tin anh, cứu cơ thần trong nước sôi lửa bỏng lần này phong sát sau, để yên lặng vô danh tiểu minh tinh đi lên đỉnh cao, trở thành giới giải trí chói mắt nhất người kia. Chương 1 Tư bản Đó là ta đã từng nhất không mảnh đồ vật. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thứ 32 lần kim mã điện ảnh liên tại tối hôm qua kết thúc, thụ tiên sinh, phụ thân của ta ở không địch lại ở khoa học viễn tưởng thành, diễn viên chính Trần Phi Ngư thành lớn nhất người thắng, hái được thứ 32 lần kim mã ảnh đế lễ trao giải đã kết thúc và diễn viên chính Mr. tri cơ thần giận dữ mắng trần phi ngư không có diễn xuất và châm biếm giới giải trí hiện nay ảnh đế trần phi ngư studio đã đưa ra một tuyên bố rằng cơ thần với tư cách là một nhân vật của công chúng đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân của trần phi ngư và đã gửi thư luật sư cho anh ta và yêu cầu cơ thần chính thức xin lỗi công khai trần phi ngư cơ thần thông qua truyền thông xã hội cá nhân phát biểu thái độ hắn nói đều là sự thật cự tuyệt hướng Trần Phi Ngư xin lỗi. Truyền thông Gia Hưng Dương Mật nhìn khăn quàng cổ nóng lên, cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Đúng vậy, cơ thần là nghệ sĩ dưới trướng nàng. Cũng bởi vì mình không cùng cơ thần đi lễ trao giải liên hoan phim Kim Mã, kết quả lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Sau khi lễ trao giải kết thúc tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, cơ thần cư nhiên giận giữ phun trào đương Kim Đỉnh Lưu, hiện giờ ảnh đế Trần Phi Ngư không có diễn xuất, và mỉa mai lưu lượng giải trí ngày nay là vua anh gây ra bao nhiêu phiền toái anh biết không dương mật vẻ mặt u sầu nói với cơ thần sao vậy không phải tôi chỉ nói vài câu thật sao hắn còn bắt tôi xin lỗi dựa vào cái gì cơ thần vẻ mặt tức giận mở miệng hắn lúc ấy là thật sự tức giận cũng không phải bởi vì mình không có đoạt giải ở trên đài ứng cử viên ai đạt được ảnh đế hắn đều tự đáy lòng chúc phúc nhưng duy chỉ có Trần Phi Ngư không được. Nhớ lúc trước cơ thần vì diễn tốt vai này, đi Đại Tây Bắc thể nghiệm suốt một năm. Anh cùng ăn cùng ở với nguyên mẫu câu chuyện, quan sát hành vi cử chỉ rèn luyện diễn xuất. Còn Trần Phi Ngư thì sao? Anh ngay cả lời thoại cũng không nhớ được, phim trường hô 1-2-3-4-5-6-7, hậu kỳ dựa vào phối âm, ngoài trừ khuôn mặt đẹp trai một chút, một chút diễn xuất cũng không có. Một người như vậy mới vừa vào giới điện ảnh quay tác phẩm đầu tay, dựa vào cái gì lực áp hắn cùng Lý Tuyết Kiến một đám thực lực phái đạt được ảnh đế. Đây không phải là màn đen thuần khiết sao? Lại nói cái kia, khoa học viễn tưởng lâu đài, cũng là nát phim, có thể vào vòng cuối cùng bình thẩm phân đoạn cũng là trời đại phổ. Phàm là cá nhân đều có thể nhìn ra, đây là hoạt động thuần vốn. Dựa vào cái gì hắn nói thật hai câu, trên mạng liền bắt đầu dùng giấy làm bút phạt hơn nữa còn muốn hắn công khai xin lỗi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngay cả lời nói thật cũng không cho hắn nói. Dương mật thở dài, đúng, anh nói thật, nhưng sự thật anh cũng không thể nói ra. Thân phận của người ta là gì? Thân phận của anh là gì? Người ta là đương kim đỉnh lưu, phụ thân là nhất tuyến đại đạo diễn, mẫu thân là kinh giới nói chuyện người, sau lưng vô số vốn liếng đẩy tay, người dám nói thật đồng thời, sẽ phải đối mặt người ta trả thù. Ngươi có biết hay không khi ngươi cự tuyệt xin lỗi đồng thời, ngươi đã bị phong sát. Cơ thần ngẩn ra. Hắn bị phong tỏa. Bởi vì nộ phun đỉnh lưu không có diễn xuất cho nên toàn bộ giới giải trí muốn phong sát hắn. Đùa gì thế? Cơ thần không thể tin được giới giải trí đã đen tối đến mức này. Dương mật tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng cơ thần, bất đắc dĩ nói, vừa rồi, tôi đã nhận được thư hủy hợp đồng của hơn 10 thương nhân có liên quan đến anh. Và, tất cả các tác phẩm của bạn sẽ được đưa ra khỏi kệ trong một ngày. Chuông Dương Mật còn chưa nói xong, điện thoại di động của cô vang lên. Dương Mật nhìn, bất đắc dĩ cười cười. Lý Đạo gọi điện thoại tới, không cần nghĩ ta đều biết chuyện gì, ta mở loa ngoài, ngươi nghe một chút đi. Điện thoại chuyển được, truyền đến giọng nói quen thuộc của Lý Đạo cơ thần. Ông chủ Dương, thật xin lỗi, lúc trước chuyện cơ thần diễn vai nam chính trong tác phẩm chỉ đạo của tôi có thể đã thất bại, bên tôi đã có người thích hợp. Phiền ông thông báo cho cơ thần một chút. Lý Đạo. Đô đô đô. Cơ thần còn chưa kịp nói, Lý Đạo đã cúp điện thoại. Cơ thần có chút không thể tiếp nhận. Bộ tác phẩm này hắn đã ký hợp đồng, đang chờ khởi động máy. Để diễn tốt vai diễn trong tác phẩm này, cả người hắn đều gầy đi mười mấy cân bây giờ nói vàng là vàng dương mật nhìn cơ thần mờ mịt lúng cuống có chút đau lòng nhớ lúc trước nàng ở trong đám người liếc mắt một cái liền nhìn trúng đại nam hài dương quan này hắn rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm lại cố chấp muốn dựa vào thực lực nàng bị trái tim song sắt của cơ thần lây nhiễm cô ký hợp đồng với anh tin tưởng anh nhất định có thể trở thành người đứng đầu hôm nay bảy năm trôi qua rất may cậu bé này còn có trái tim son nhưng thật không may cậu bé này vẫn còn là một trái tim son tiểu thần lần này chị mật không giữ được em dương mật cười khổ mở miệng trần phi ngư cũng không đáng sợ đáng sợ là tư bản sau lưng hắn cùng cha mẹ tích góp từng tí một mấy chục năm quan hệ giao thiệp ngôi sao nhí xuất đạo lăn lộn trong làng giải trí hơn hai mươi năm dương mật quá biết nước trong này sâu bao nhiêu đừng nói cô ấy là một công ty truyền thông nhỏ. Cho dù là người giàu nhất tỉnh trước mặt cá sấu lớn trong làng giải trí cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Đây không phải là phóng đại, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nhớ lúc trước, khoái nam tô hành dưới cơn nóng giận quyền đánh vốn liếng nâng đỡ lý vĩ, do đó bị đóng băng 10 năm, đây là ví dụ chân thật nhất. Phải biết rằng cha của tô hành chính là người giàu nhất tỉnh Thang Đá, nhưng cho dù thực lực như vậy cũng không xứng cùng vốn liếng bẻ cổ tay, chỉ có thể nén giận nhìn con mình bị đóng băng hiện giờ thực lực bối cảnh của trần phi ngư không biết sâu bao nhiêu trong giới lại được xưng là thái tử gia kinh quyển cơ thần đắc tội với người như vậy làm sao có thể phát triển trong giới giải trí dương mật thở dài tiểu thần hay là cậu công khai xin lỗi trần phi ngư đi chúng ta đấu không lại người ta đừng nói một cái gia hưng cho dù là mười 10 cái một trăm cái ở trong mắt bọn họ cũng chính là như là một con kiến, bọn họ muốn nghiền chết chúng ta, quá nhẹ nhàng. Cơ thần ngồi trên sofa, mặt không chút thay đổi nghe Dương Mật nói xong những lời này, hắn không mở miệng, cũng không tỏ thái độ. Dương Mật thấy thế, lắc đầu. Tiểu thần, ta cũng không khuyên ngươi. Ta biết tính tình của ngươi, nếu ngươi không muốn xin lỗi thì thôi, nhưng là, ngươi phải làm tốt bị đóng băng 10 năm, thậm chí cả đời tính toán. Dương Mật nghiêm túc nói xong những lời này, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng. Cả văn phòng chỉ còn lại một mình cơ thần. Im lặng không tiếng động. Anh ngơ ngác ngồi trên sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Tuyết tàn cả đời. Cả đời không diễn kịch sao. Cơ thần nỉ non, sau đó cười khổ. Nếu không thể diễn kịch. Vậy ta lúc trước vì sao phải buông tha hết thảy tiếng vào giới giải trí đây? sớm biết hôm nay cần gì lúc trước. Không bằng gọi giới tư bản quên đi, người cổ tay lớn hơn nữa, người diễn xuất tốt hơn nữa, người cao quý hơn nữa ở trước mặt tư bản đều là bị tùy ý đùa bẩn đồ vật. Người ta mất hứng một cái là có thể phong sát ngươi, đóng băng ngươi. À, cơ thần cười chăm chọc. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, đã từng làm hắn chán ghét, tư bản, thân phận, hôm nay giống như là một ngọn núi lớn đồng dạng đè ở trên người hắn, để hắn hít thở không thông thở không ra hơi tư bản đó là thứ ta từng khinh thường nhất cơ thần nỉ non nói xong câu này sau đó di động vang lên chương 2. cơ chính là họ vạn chi tổ bạn đang nghe tại truyện chấm audio cơ thần liếc nhìn màn hình hiển thị sau đó trên mặt lộ ra nụ cười khổ tiểu di cơ nguyệt của hắn một phụ nữ thông minh được mệnh danh là sói già phố oan nắm giữ công ty tài chính mạo hiểm mạnh nhất thế giới một chút khuyết điểm trong bất cứ doanh nghiệp nào trên thế giới cũng không thoát khỏi ánh mắt của cô cô không chỉ có thể thấy rõ tiềm lực của một công ty mà còn có thể tùy ý khống chế sự sống chết của bất cứ công ty nào làm được bước này cô chỉ cần cử động ngón tay gọi một cú điện thoại cơ thần điều chỉnh tốt trạng thái nhận điện thoại tiểu di ngươi không bận sao như thế nào đừng giả bộ tiểu thần, tôi biết hết rồi. Cơ thần sửng sốt một chút, vì nhỏ tính tình nóng nảy, chỉ một cuộc điện thoại này, còn lâu mới đơn giản như vậy. Quả nhiên, căn bản không cho cơ thần cơ hội nói chuyện, cơ nguyệt ở đầu dây bên kia điên cuồng chất vấn. Vì sao con chịu ủy khuất không nói với người nhà? Ba mẹ con còn chưa tính, cũng không nói với dì út. Lúc trước ngươi cố ý muốn tiến vào giới giải trí, trong nhà đồng ý, hiện tại ngươi liền giao cái này bộ đáp án để cho người ta phong sát đem tất cả khổ đều tự mình nuốt vào trong bụng ngươi cho rằng đây là kết quả tốt nhất tiểu thần ngươi quá ngây thơ ngươi có biết ngươi họ gì hay không ngươi họ cơ a à? ngươi có biết hàm lượng vàng của dòng họ này hay không hai câu cuối cùng cơ nguyệt gào thét cơ thần ngẩn ra hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của dì út hắn họ cơ hắn chịu ủy khuất đều là lại cho dòng họ này hổ thẹn cơ nải vạn họ chi tổ dưới đó sinh sôi nảy nở ra tới mấy chục dòng họ lúc còn nhỏ cơ thần nhớ rõ hàng năm gia tộc tế tổ đều sẽ có bất đồng dòng họ các giới đại lão đi tới cơ gia bọn họ từ đường bái kiến lão tổ những người này đều là một phương cự kình có thể thấy được cơ thần đều cung kính kính xưng hô một tiếng tiểu gia chủ tất cả đều là bởi vì cơ thần họ cơ một đời cơ gia đơn truyền gia chủ cơ gia tương lai cơ nguyệt bình ổn trong chốc lát tức giận sau lại mở miệng nói ra ngươi hẳn là may mắn ta là người đầu tiên biết bằng không để cho ba mẹ ngươi biết để cho lão gia tử biết ngươi có từng nghĩ tới hậu quả có thể có cái gì cơ thần nói được một nửa thì câm miệng hắn biết rõ tính tình của mẹ và ông nội mình nếu thật sự để cho bọn họ biết chuyện này chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn nhiều cơ thần đến bây giờ còn nhớ rõ, hắn lúc nhỏ đi theo gia gia của mình đi xinh đẹp quốc trang phi gia tộc làm khách, kết quả bởi vì chính mình không cẩn thận cạo được một chiếc xe sang trọng, do đó bị một người da trắng khinh bị vũ nhục là hoàng bị hầu tử. Kết quả, tính tình nóng nảy của ông nội mình trực tiếp đập bể xe. Mà người kỳ thị cơ thần kia cũng không thấy bóng dáng, tài sản của gia tộc tra nhĩ phu tư cơ cũng trực tiếp thu nhỏ hơn phân nữa. Sau đó, lão gia tử mặt mũi hiền lành nói với cơ thần. Tiểu thần, con nhớ kỹ, cơ gia chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng chưa bao giờ sợ phiền phức, trời sập xuống, gia gia cũng sẽ vì con chống đỡ. Nói lão gia tử bảo vệ nghe con cũng tốt, ngang ngược không nói đạo lý cũng tốt. Quan trọng nhất là, cơ gia bọn họ có thực lực này. Hiện nay, cơ thần là người duy nhất bị khi dễ. Nếu thật sự để cho lão gia tử biết, chỉ sợ toàn bộ long quốc đều sẽ biến thiên cơ thần biết tính nghiêm trọng của sự tình hắn càng không muốn để cho ông nội tức giận nghĩ tới đây cơ thần vội vàng mở miệng gì chuyện này đừng nói cho ông nội biết à bây giờ đã biết tính nghiêm trọng của sự tình cơ nguyệt hừ lạnh một tiếng lão gia tử tuy rằng không nhúng tay nhưng ngươi đừng tưởng rằng chuyện này cứ như vậy kết thúc người cơ gia ta không chịu nổi phần ủy khuất này trần phi ngư hắn thân phận gì cũng xứng cùng cơ gia ta so sánh. Phía sau mấy cái vốn liếng chỗ dựa liền dám phong sát cơ gia ta tương lai tiểu gia chủ. Việc này khẳng định không thể thiện, không phải là vốn liếng sao. Ai không phải đâu. Không phục mọi người liền đụng một cái, nhìn xem ai nắm đắm càng có đạo lý. Đô đô đô. Cơ nguyệt trực tiếp cúp điện thoại. Cách điện thoại cơ thần cũng có thể cảm nhận được lửa giận ngập trời của dì mình. Hắn biết chuyện này từ giờ trở đi đã biến chất. Trần Phi Ngư, ngươi gặp chuyện rồi. Anh gặp chuyện lớn rồi. Trong lòng cơ thần vì Trần Phi Ngư cùng tư bản sau lưng mặt niệm. Hắn không phải thánh mẫu kỹ nữ, cũng không có tâm tư buông tha Trần Phi Ngư, giống như vậy hạ thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi người căn bản không đáng giá hắn tha thứ. Khi Trần Phi Ngư nói muốn phong sát cơ thần, hắn phải thừa nhận trả thù từ cơ gia. Mặc kệ ngươi có chịu nổi hay không ngươi cũng phải tiếp nhận lửa giận đến từ cơ gia. Cơ thần điều chỉnh tốt tâm tình đi ra cửa. Mọi người đã xé trách mặt, vậy thì dựa vào bản lĩnh đi. Hôm nay nhìn thấu bản chất của giới giải trí, trong lòng hắn cũng thoải mái không ít. Vừa mới ra khỏi cổng truyền thông Gia Hưng, vô số trường thương đoạn pháo trực tiếp tìm tới hắn. Đám phóng viên này ngồi sổng thật lâu, rốt cục bắt được cơ thần. Hiện giờ lưu lượng lớn nhất trong giới giải trí chính là cơ thần nộ phun đỉnh lưu Trần Phi Ngư không có diễn xuất. Chỉ cần ngươi phàm là phỏng vấn người mắc mưu hai câu, như vậy hót sức ngươi liền thượng định, lai like bình luận từng phút đột phá trăm vạn. Không có biện pháp, đây chính là đỉnh lưu Trần Phi Ngư thực lực. Cơ thần, xin hỏi bây giờ anh có hối hận về những gì đã nói ở liên hoan phim Kim Mã không? Cơ thần, bây giờ có phải cậu vẫn cố chấp cho rằng Trần Phi Ngư không có diễn xuất? có tin tức nói ngươi đã bị giới giải trí hạ lệnh phong sát, đây có thể là ngươi một lần cuối cùng tiếp nhận phỏng vấn, xin hỏi ngươi có cái gì muốn nói. Cơ thần, tôi là phóng viên video chim cánh cục, nếu anh muốn công khai xin lỗi Trần Phi Ngư, chúng tôi có thể cho anh một cơ hội. Đám phóng viên chó săn xông lên, vây quanh cơ thần chật như nêm cối. Vô số microphone đưa tới bên miệng cơ thần, còn thiếu chút nữa nhét vào. Cơ thần bị ầm ĩ đến đau đầu. Nói ra buồn cười, đây là lần đầu tiên anh trải qua một cuộc phỏng vấn lớn như vậy. Thật đáng buồn. Chỉ là bởi vì nói đỉnh lưu không có diễn xuất, liền chiếm được lưu lượng lớn như vậy. So với hắn tân tân khổ sở diễn xuất, nghiên cứu nhân vật thì tốt hơn nhiều. Hai tay cơ thần đè ép, ý bảo mọi người im lặng. Nếu sự tình đã như vậy, hắn liền khẳng định phải làm ra đáp lại. Vấn đề thứ nhất. Chờ mọi người an tĩnh lại, cơ thần rốt cục mở miệng cho đến nay tôi vẫn chịu trách nhiệm về lời nói của mình và tôi không hối hận về điều đó ta cuối cùng nói một lần trần phi ngư thật sự một chút xíu diễn xuất đều không có cơ thần đưa mặt đến trước máy quay cực kỳ nghiêm túc và kiêu ngạo về phần nói cho trần phi ngư xin lỗi càng là không có khả năng mặt khác giới giải trí nói muốn phong sát ta chuyện này cũng là thật cơ thần lạnh lùng cười bất quá ta muốn nói một câu với tư cách chuẩn bị phong sát, hoặc là sắp phong sát ta. Các ngươi tốt nhất đừng tới dính dáng. Cơ thần nói xong nên ngang rời đi, chỉ để lại một đám phóng viên đứng sững tại chỗ, trận mắt há hốc mồm. Mọi người bị mấy câu nói này của cơ thần làm cho khiếp sợ nói không ra lời. Tiểu tử này vẫn luôn dũng mãnh như vậy sao? Giận phun đỉnh lưu, đối mặt bị phong sát miệng cũng cứng như vậy. Hơn nữa, Hắn còn cảnh cáo Trần Phi Ngư sau lưng vốn liếng. Đừng dính dáng tới. Không phải, huynh đệ ngươi thân phận gì a, à, dám nói ra lời như vậy? Tất cả mọi người cảm thấy cơ thần điên rồi. Hắn dựa vào cái gì nói ra lời như vậy a? À? Chương 3. Một câu nói, đỉnh lưu ở giữa cũng cách biệt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong phòng giải trí của huynh đệ Trần Phi Ngư nằm ở trên sofa trong tay bóp thuốc lá. Anh không hút thuốc trước mặt công chúng, nhưng ở đây lại không kiêng nể gì. Trần Thiếu, người đại diện gõ cửa đi vào, cầm di động trong tay, cung kính đưa cho Trần Phi Ngư. Trong di động chính là hình ảnh cơ thần tiếp nhận phỏng vấn, Trần Phi Ngư âm trầm xem xong, sau đó nở nụ cười. Thật đúng là một tên ngốc. Trần Phi Ngư khinh thường cười, hắn căn bản không quan tâm cơ thần có xin lỗi hay không. Mọi thứ diễn ra đều nằm trong kế hoạch của hắn. Nếu như cơ thần xin lỗi, hắn sẽ lựa chọn tha thứ, tùy tiện lập nhân thiết một chút, thể hiện sự khoan dung rộng lượng của hắn. Nếu như cơ thần dự định chết không nhả ra, vậy hắn cũng không ngại lập tức giết gà dọa khỉ, triển lãm thực lực của mình một chút, thuận tiện nói cho giới giải trí biết vài lời trong lòng là tốt rồi, không nên nói ra. Kiểm tra bối cảnh của hắn chưa. Trần Phi Ngư mở miệng hỏi: Hắn cùng vọng không sai, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, mặc dù biết trong giới giải trí không có ai có thực lực hơn mình, nhưng nếu bối cảnh cơ thần có chút thực lực, hắn cũng không muốn đắc tội. Kiểm tra rồi, thằng nhóc đầu lông, 7 năm trước làm diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm, cơ duyên xảo hợp mới được dương mật ký. Người đại diện cười nói. Nói như vậy, chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là dương mật. Không sai. Người đại diện gật đầu. À, Trần Phi Ngư cười khẽ một tiếng. Tuy rằng Dương Mật cũng là đương kim giới giải trí đỉnh lưu, còn có chính mình truyền thông công ty, nhưng Trần Phi Ngư thật sự tuyệt không đem Dương Mật để vào mắt. Một câu nói giữa đỉnh lưu cũng có chênh lệch. Sau này ta không muốn lại giới giải trí nhìn thấy hắn. Trần Phi Ngư đứng lên nhàn nhạt mở miệng, đem trong tay thuốc lá ném tới trên mặt đất, hắn một cước giảm diệt, phân phó nói đi tìm hai cái quan hệ xã hội công ty đạo một chút hắn hát tài, trong vòng một ngày ta muốn tại toàn Internet chứng kiến hắn dèm pha. Người đại diện sắc mặt có chút khó coi mở miệng, Trần Thiếu, lúc trước ta điều tra hắn thuận tiện tra một chút, hắn không có hát liệu A. À? Không có. Trần Phi Ngư có chút kinh ngạc. lăn lộn trong giới giải trí 7 năm, hắn cư nhiên không có hát liệu. Trong thùng thuốc nhuộm lớn này, anh ta là tờ giấy trắng duy nhất. Trần Phi Ngư có chút không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng giới giải trí thật sự có sạch sẽ như vậy người. Hắn sắc mặt khó coi muốn chết, lớn tiếng quát, không có hắc liệu liền đi cho ta biên. Nói cho ta các câu lấy nghĩa, video cho ta biên tập. Chút đồ vật này còn muốn ta dạy ngươi sao? Người đại diện vội vàng gật đầu đồng ý, nhưng không rời khỏi phòng. Sao? Còn có việc? Trần Phi Ngư hỏi người đại diện nhanh chóng mở miệng trần thiếu ông chủ dương đã đợi cậu trong phòng họp cả tiếng đồng hồ rồi cậu có muốn gặp mặt không trần phi ngư tự nhiên là biết dương lão bản chính là dương mật cũng biết dương mật là vì chuyện của cơ thần mà tới bất quá hiện tại chuyện lớn rồi một lời xin lỗi không giải quyết được vấn đề không thấy bảo cô ta cút hắn không kiên nhẫn phất phất tay không chút nể mặt dương mật người đại diện rời khỏi phòng vừa muốn đóng cửa lại trần phi ngư thanh âm lần nữa truyền đến nói cho nàng biết đừng tới dính dáng dương mật vẻ mặt tái mét đi ra huynh để giải trí cô cảm thấy đây là ngày sỉ nhục nhất kể từ khi mình vào nghề tới nay trần phi ngư căn bản không đem nàng để vào mắt rất tức giận nhưng cũng rất bất đắc dĩ nàng biết mình căn bản không có thực lực cùng trần phi ngư bẻ cổ tay cơ thần lần này thật sự sắp xong rồi Dương Mật một thân mệt mỏi về đến nhà, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn được mấy miếng liền nằm ở trên giường ngủ. Ngày hôm sau, cô bị điện thoại di động đánh thức. Mở điện thoại ra, Dương Mật cả người đều choáng váng. Đầu đề của các ứng dụng lớn đều là về tin tức đen tối hư ảo của cơ thần tử. Theo tiết lộ, cơ thần khi đóng phim đấu bò từng có ý đồ dâm loạn con bò sữa duy nhất trong thôn. Đạo diễn nổi tiếng tiết lộ, cơ thần từng ở đoàn làm phim vung đại bại, trưởng cô nhân viên công tác. Nữ diễn viên Tô Mổ từng hợp tác với cơ thần bày tỏ, cơ thần từng ám chỉ quy tắc ngầm, sau khi không có kết quả, trên đường quay phim từng sợi đáng khinh chấm mút trên người cô. Trên mạng ùn ùn kéo đến đều là tin tức như vậy. Hơn nữa, còn bị điên cuồng chia sẻ. Sức ảnh hưởng của những vật liệu đen này được mở rộng vô hạn. Tùy ý mở ra một tin tức bình luận như vậy đều là về tiếng chửi rủa của cơ thần thật là làm cho người ta ghê tởm. Bảo cơ thần cút khỏi giới giải trí. Người như vậy thật không biết có mặt mũi nào nói Trần Phi Ngư nhà chúng ta. Đạo đức tiêu vong, nhân tính vặn vẹo. Người như vậy đã là một tên biến thái. Ta thỉnh cầu qua cơ thần quy tắc ngầm các nữ hài liên hợp lại, đem như vậy súc sinh đưa vào giảm máy may. Nhìn những này ác ý tràn đầy bình luận, dương mật cả người đều muốn tức nổ tung cơ thần là người như thế nào nạn còn không rõ ràng lắm sao? Hắn làm sao có thể làm chuyện như vậy? Ngón tay cô run rẩy chỉnh sửa một tin nhắn được tải lên tài khoản xã hội cá nhân. Cơ thần không phải người như vậy, mọi người tin tưởng tôi. Nhưng mà, tin tức này vừa mới gửi đi, tài khoản của Dương Mật đã bị nổ tung. Ngắn ngủn vài phút thời gian, ác bình mấy vạn cái. Xà thử một ổ, ngươi vì hắn nói chuyện, ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì. Ngươi là lão bản của hắn, ngươi khẳng định hướng hắn nói chuyện, tin tưởng ngươi không bằng tin tưởng heo mẹ biết trèo cây. Dương Mật, không nghĩ tới ngươi cư nhiên vì như vậy cặn bã phát sinh, 10 năm lão phấn, hôm nay chuyển hắc. Dương Mật nhìn những bình luận này bị tức giận đến sắp khóc lên. Nàng tự nhiên biết đây là thủ đoạn của Trần Phi Ngư. Cũng biết ý tứ của Trần Phi Ngư. Hắn không phải muốn cơ thần bị đóng băng, hắn là muốn hủy diệt cơ thần, để cho hắn biến thành một con chuột chạy qua đường người người hô đánh cô vội vàng gọi điện thoại cho cơ thần tiểu thần sự tình nháo lớn trần phi ngư là muốn cho ngươi chết ngươi nghe tỉ trong nước ngươi là không đợi nổi nữa ngươi chị mật chị nghe em nói cơ thần ngắt lời dương mật thanh âm của hắn rất bình tĩnh ta đã từng lấy thân phận người bình thường tiến vào giới giải trí nhưng đổi lấy lại là kết quả như hôm nay hiện tại ta không giả bộ kỳ thật ta cũng là vốn liếng. Hắn ra chiêu, ta tiếp theo là được. Người trong gia tộc ta chưa từng lùi bước, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Không đợi Dương Mật nói chuyện, cơ thần trực tiếp cúp điện thoại. Hắn đi ra khỏi chỗ ở của mình, trong nháy mắt đã bị phóng viên ngồi sổng trước cửa nhà hắn vây quanh. Cơ thần, anh có gì muốn nói về chuyện trên mạng không? Có khi nào trên mạng nói rằng anh đang cố gắng quấy rối một con bò, anh có định trả lời không? Cơ thần Cút ra khỏi giới giải trí Cơ thần Cút ra khỏi giới giải trí Câu hỏi của phóng viên xen lẫn tiếng chửi rủa của một số fan não tàn đinh tai nhức óc. Ngay khi tình cảnh sắp mất khống chế, tiếng còi liên tiếp đột nhiên vang lên. Cơ thần nhìn một loạt xe sang màu đen từ xa chạy tới, khóe miệng lộ ra nụ cười. Dì Út cuối cùng cũng ra tay. Chương 4 Không có một chiếc xe thấp hơn 5 triệu. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đi xem đoàn xe này, mọi người hơi há to miệng. Rất có sắp xếp. Đủ để cho người bình thường trầm mặt không nói. Chiếc xe đầu tiên là một chiếc Maybach giới hạn toàn cầu trị giá hơn 10 triệu đô. Mấy chiếc sau lưng cũng có giá trị bất phàm. Qinan, Lo US. Không có chiếc xe nào dưới 5 triệu. Tất nhiên, chỉ như vậy là chưa đủ để khiến họ mất giọng khiến người ta khiếp sợ nhất chính là biển số xe của mấy chiếc xe này loại biển số xe này anh chỉ cần nhìn một cái sẽ nhớ kỹ biển số xe như vậy không chỉ là tiền có thể mua được đây là tượng trưng cho thân phận địa vị phú hào đơn giản căn bản không đủ tư cách đây là quyền lợi cao cấp mới có tất cả mọi người đều biết đoàn người này lai lịch sợ là lớn dọa người bọn họ khả năng cả đời này cũng sẽ không nhìn thấy có người lặng lẽ nuốt nước miếng một cái nhỏ giọng cùng xung quanh suy đoán lai lịch của người đi đường này bọn họ nghĩ không ra tại ma đô làm sao có thể có tồn tại trâu bò như vậy hơn nữa xem ra đám người này còn hướng về phía đoàn người bọn họ mà tới quan hệ của ai cứng thế chẳng lẽ chính phủ liên hợp vốn liếng ra tay đến thanh toán cơ thần ngay dưới sự suy đoán của mọi người cửa xe mây bát mở ra một chiếc giày cao gót màu đỏ xuất hiện trước mắt mọi người đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp so với giới giải trí dương mật còn không bằng một thân trang phục làm việc cao cấp thuần thủ công cả người tản mát ra một loại vẻ đẹp trí thức đặc biệt của phụ nữ nàng chỉ là đứng ở nơi đó liền làm cho người ta không hiểu cảm giác được một loại cường đại từ trường làm cho người ta không rét mà run đây đây là tô khuynh nguyệt có phóng viên ở đây nhận ra thân phận người phụ nữ. Tô Khuynh Nguyệt là ai? Cô ấy. Rất có thực lực sao? Xin đừng dùng câu hỏi. Tô Khuynh Nguyệt tốt nghiệp Harvard, 18 tuổi đã đạt được thân phận tiến sĩ luật học. Bà ấy đã được mời tham gia vào việc sửa đổi hiến pháp bang California xinh đẹp. Người có biết hay không trong này hàm lượng vàng, nàng không phải xinh đẹp quốc tịch, nàng là được mời, người ta chính phủ cầu nàng chỉ đạo hiến pháp chỉnh đốn và sửa đổi đậu má lưu tệ như vậy có người kinh hô nhưng mà người kia chỉ biểu môi cái này tính là cái gì người ta tệ nhất vẫn là năng lực nghiệp vụ hành nghề đến nay chưa từng thu một vụ kiện nào nam sơn tất thắng khách biết không biết đây không phải là đoàn luật sư lợi hại nhất trong tay tiểu mã ca sao nghe nói ở trong nước cũng chưa bao giờ thất bại Hư. Người nọ khinh thường cười, mở miệng nói, lão đại của Nam Sơn tất thắng khách từng là thủ hạ của nàng, vẫn là loại bình thường nhất. Si. Mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Luật sư, đây là nghề nghiệp có thể tiếp xúc với quyền quý nhất, không chỉ có thể có quan hệ tốt với quyền quý, mà còn có thể tiếp xúc với mặt tối mà các quyền quý không muốn người khác biết. Tô Khuynh Nguyệt là luật sư cao cấp nhất thế giới, tiếp xúc tự nhiên cũng là nhóm người cao cấp nhất thế giới tài nguyên trong tay cô chỉ nghĩ đến đã cảm thấy đáng sợ. Ngay khi mọi người đang tặc lưỡi, Tô Khuynh Nguyệt đã đi tới trước mặt cơ thần. Thật xin lỗi cơ tiên sinh, tôi tới chậm. Nếu như ngài muốn xử phạt Khuynh Nguyệt, Khuynh Nguyệt cũng không có gì để nói. Mọi người. Bọn họ hoài nghi lỗ tai mình xuất hiện ảo giác. Vừa mới tháng phục thân phận bối cảnh của người phụ nữ này, quay đầu người phụ nữ này khúng núng trước cặn bã giới giải trí mà bọn họ hô đánh hô giết cái này đơn giản là không thể chấp nhận đâu là luật sư hàng đầu thế giới đây rõ ràng là nữ bộc trong nhà chủ nhân lão ca ngươi xác định không có nhận lầm người đây thật sự là tô khuynh nguyệt lão ca lúc trước nói chuyện cũng có chút mơ hồ bất quá vẫn gật gật đầu khẳng định tuyệt đối không sai đây chính là tô khuynh nguyệt nếu không những này xe sang trọng giải thích như thế nào mọi người im lặng trong lòng đã thừa nhận. Nhưng bọn họ không nghĩ ra vì sao Tô Khuynh Nguyệt lại cung kính với cơ thần như vậy. Nhưng hiện tại đã không có thời gian để cho bọn họ cẩn thận suy nghĩ. Cơ thần nhìn Tô Khuynh Nguyệt cười cười, hắn đối với Tô Khuynh Nguyệt cũng không xa lạ gì. Tiểu nha đầu này là dì nhỏ nhận nuôi lớn lên, lúc trước dì nhỏ còn nói đùa chờ cơ thần lớn lên để Tô Khuynh Nguyệt làm nha đầu ấm giường cho cơ thần. Đã nhiều năm không gặp lúc trước đi theo sau mong hắn một ngụm một tiểu nha đầu chủ nhân đã thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều nhưng lúc nào cô nương này đều là một ngụm một chủ nhân gọi mình mặc dù có chút không quen nhưng để tô khuynh nguyệt đổi giọng là không thể nào cô gái này rất cứng đầu cơ thần mở miệng nói với tô khuynh nguyệt xử lý chính sự trước đi những người này ở trước cửa nhà ta ầm ý kêu to ta buổi tối đều ngủ không yên tô khuynh nguyệt gật gật đầu xoay người khôi phục thế giới đệ nhất luật sư khí thế nàng mở miệng nói các vị có gì muốn nói có thể nói với ta hiện tại ta sẽ thay thế thân phận chủ nhân nói chuyện với các ngươi mọi người im lặng toàn trường yên tĩnh mọi người im lặng không lên tiếng giờ phút này bọn họ mới rõ ràng cảm nhận được trên người tô khuynh nguyệt tản mát ra một loại không hiểu khí thế nói sao nhỉ căn bản không dám mở miệng bởi vì bọn họ sợ vừa mở miệng liền tiến vào cục cảnh sát. Rất tốt. Tô Khuynh Nguyệt cười cười, rất hài lòng như bây giờ, nàng tiếp theo mở miệng nói, các ngươi đã không nói, ta đây liền đơn giản đáp lại hai câu. Về tin tức đen tối của cơ thần trên mạng tôi chỉ muốn nói hai chữ. Nói xấu. Liên quan ở trên mạng rải tin đồn, bôi nhọ cơ thần người ta chỉ có thể đưa bọn hắn một câu. Internet không phải phi pháp nơi các ngươi cuối cùng đem trả giá thật lớn. Ha ha, cười chết đi được. Internet không phải là nơi phi pháp. Ngươi có thể làm gì lão tử? Ngươi có thể tìm được lão tử? Mà đồ, trong một gian phòng ở bình thường. Một người trẻ tuổi nhìn đoạn video ngắn của Tô Khuynh Nguyệt cười ra tiếng. Hắn là một hacker hàng đầu. Có người bỏ ra giá lớn mời hắn bôi nhọ cơ thần tin tức giả dối về cơ thần dâm loạn bò cái trên mạng chính là hắn tuyên bố, hơn nữa hắn còn lợi dụng thủ đoạn của mình điên cuồng truyền bá. Hiện tại có người lại nói để cho hắn trả giá thật lớn, hắn khịt mũi coi thường. Không phải hắn thổi, ở Ma Đô, ngoài trừ chính phủ ra tay, hắn thật đúng là không tin tư nhân có thể tra IP tra được trên đầu hắn. Về phần phía chính phủ có xuất thủ hay không, hắn căn bản không lo lắng. Mày nghĩ mày là ai? Anh là ai? địa vị gì? Ngươi còn xứng chính phủ ra tay. Nằm mơ đi. Đây không phải làm cho người ta cười đến rụng răng sao. Người trẻ tuổi này khinh thường cười, đứng lên vừa muốn tiếp chén nước cho mình, cửa phòng đột nhiên vang lên. Ai vậy? Mở cửa, kiểm tra đồng hồ nước. Chương 5 Tình thế nghịch chuyển Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tra đồng hồ nước cái gì, nhà tôi không có đồng hồ nước hacker vừa dứt lời, cửa đã bị đá văng ra. Ánh mặt trời chiếu vào, chiếu sáng khuôn mặt có chút biến thành màu đen, trắng bệt của hắn. Cũng làm cho hắn thấy rõ bên ngoài tới mấy người. Đồng phục trên người mấy người kia làm cho hắn thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Hai tay chống cái ghế, hắn miễn cưỡng không ngã xuống, có chút lắp bắp hỏi. Các ngươi, các ngươi. Các ngươi cái gì các ngươi? Người dẫn đầu đỡ mũ, nhận lấy một tờ giấy từ trong tay người phía sau quơ quơ trước mặt hắn nhìn xem đây là lệnh bắt giữ đi theo chúng ta nghe được hai chữ bắt giữ hacker sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất ghế dựa cũng bị hắn đụng ra thật xa ta ta cái gì cũng không làm nhà các ngươi bắt ta làm gì người dẫn đầu đi tới trước mặt hacker vỗ trán hắn một cái chỉ vào máy tính nói không làm gì tôi đã nhìn thấy anh còn nói không làm gì hacker nuốt nước bọt hoảng sợ nhìn thoáng qua máy tính nghĩ tới chuyện vừa thấy trên mạng ta ở trên mạng viết mấy câu các ngươi đáng giá bắt ta sao người dẫn đầu lại hung hăng vỗ một cái vào đầu hacker ngươi tùy tiện viết mấy câu cho người khác mang đến bao nhiêu thương tổn chính ngươi không biết sao mang đi hai người đàn ông mặc đồng phục vọt tới trước mặt hacker kéo hắn đi ra ngoài hacker vừa khóc vừa hô đừng bắt tôi được không tôi sai rồi tôi hiện tại liền xóa những bình luận kia tôi sai rồi người dẫn đầu nghe hắn khóc cha gọi mẹ khẽ lắc đầu bây giờ biết sai rồi muộn rồi sau khi hacker bị bắt đi các cơ quan liên quan tiến hành thẩm vấn hacker cũng không có cốt khí hỏi gì thì nói người này không chỉ tạo tin đồn cho cơ thần mà còn tạo tin đồn cho các ngôi sao khác Xem như hacker ngự dụng của Trần Phi Ngư. Gần đến tối, các cơ quan liên quan liền gửi một cái Weibo. Nội dung đại khái chính là: Căn cứ vào tố cáo của nhân viên liên quan, hôm nay bọn họ bắt được một hacker. Trước mắt đã xác nhận, tên hacker này cách đây không lâu từng bịa đặt cho cơ thần. Tin tức này vừa ra, lập tức leo lên vị trí thứ nhất trên bảng tìm kiếm nóng. Cơ thần biết được tin tức này cũng tiện tay mở ra bản tìm kiếm trên điện thoại di động. Lật xem bình luận phía dưới, sắc mặt hắn có chút khó coi. Căn cứ tin tức này đủ để chứng minh mình trong sạch, nhưng phía dưới bình luận lại chia làm hai phái. Một phái là tin tưởng mình, mà một phái khác lại nói mình dựa vào vốn liếng cường đại đang mạnh mẽ tẩy trắng mình. Cơ thần tức giận giơ điện thoại lên, lại đau lòng buông xuống. Suy nghĩ một lát, anh gọi điện thoại cho Tô Khuynh Nguyệt này, khuynh nguyệt tỷ tỷ vẫn là không đủ nha, còn cần gia tăng cường độ, cần càng nhiều chứng cớ, nếu không không chặn không được đám người này miệng. Tô khuynh nguyệt ở bên kia điện thoại trầm ổn bình tĩnh nói. Ngài không cần gấp, lúc này mới vừa bắt đầu. Ngài nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai có lẽ sẽ là một thế giới khác. Cơ thần rất nghe lời tắm rửa một cái, lên giường ngủ. Anh ngủ rất ngon, nhưng những người khác thì không có giấc ngủ ngon như vậy. Lúc trước ở trên internet chỉ trích cơ thần Quy Tắc ngầm nữ Minh Tinh, giờ phút này hoàn toàn không buồn ngủ. Có thể là bởi vì mặc váy lụa trắng, cho nên trên người có chút lạnh, không ngừng run rẩy. Đối diện cô là Tô Khuynh Nguyệt sắc mặt trầm ổn. Tô Khuynh Nguyệt mặc một thân trang phục nghề nghiệp màu đen, tư thế oai hùng hiên ngang. Một đôi mắt giống như hai thanh kiếm sắc bén, xuyên thấu trái tim nữ Minh Tinh, làm cho trái tim của nàng tự hồ đều đang từng chút từng chút lạnh thấu từng chút từng chút nhỏ máu. Tô Khuynh Nguyệt đập mạnh bản cáo trạng trên bàn thủy tinh, nhẹ giọng cười. Tên hacker kia đã bị bắt, ngươi biết không? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người tiếp theo bị bắt chính là ngươi. Vừa rồi lúc tôi đi vào, thấy bên ngoài có không ít phóng viên đang ngồi chờ. Nếu anh bị bắt, ngày mai có thể trở thành tiêu đề của tin tức. Không chuẩn ngươi dựa vào hát hồng, còn có thể đi lên đại minh tinh con đường đâu rồi, ngươi nói có phải hay không? nữ minh tinh cũng không ngốc run rẩy đi tới trước mặt tô khuynh nguyệt run rẩy rót cho cô một ly rượu vang đỏ ngài uống ngụm rượu trước đi chúng ta có chuyện gì có thể từ từ nói anh muốn cái gì cần tiền không tôi có thể cho anh tô khuynh nguyệt vương ngón tay ngọc tinh tế ra nhẹ nhàng gõ ly rượu một cái ly rượu phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe nhưng ở trước mặt nữ minh tinh lại giống như sấm sét thân thể cô run lên thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nếu cậu còn muốn lăn lộn trong giới giải trí, lập tức làm sáng tỏ chuyện giữa cậu và cơ thần. Hơn nữa phải đem sứ giả phía sau mạng nói ra. Nếu không, anh không chỉ không thể lăn lộn trong giới giải trí, tôi còn muốn đưa anh vào ngục giam. Đừng tưởng rằng tùy tiện nói vài câu sẽ không xảy ra vấn đề gì, ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi cái gì cũng không nói, ta cũng có thể đưa ngươi vào. Cô lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp, ném trước mặt nữ minh tinh đây là danh thiếp của tôi nhìn kỹ một chút nữ minh tinh nhặt danh thiếp của tôi khuynh nguyệt lên nhìn một chút sau khi nhìn thấy tên trên danh thiếp nước mắt cô ào ào chảy xuống luật sư này cô đã nghe người khác nói qua mặc kệ là vụ kiện gì chỉ cần cô tham gia đều có thể nắm chắc thắng lợi cũng không biết cô ta đã tống bao nhiêu người vào tù nữ minh tinh nghĩ đến ngục giam loại địa phương này liền cả người rét run. Nghĩ lại đã từng xem qua phim về ngục giam, lại khóc không thành tiếng. Nhưng nghĩ đến bối cảnh của Trần Phi Ngư, nàng lại không dám đi làm sáng tỏ chuyện này. Tô Khuynh Nguyệt đáng sợ, Trần Phi Ngư càng đáng sợ hơn. Trần Phi Ngư một câu nói có thể làm cho nàng vĩnh viễn biến mất. Lựa chọn giữa biến mất và nhà tù, cô cảm thấy có thể tốt hơn một chút ở trong tù. Ánh mắt sắc bén của Tô Khuynh Nguyệt nhìn thấu tâm tư của cô, nhẹ nhàng cười có phải sợ trần phi ngư trả thù ngươi không bây giờ là xã hội pháp trị hắn không có lá gan đó ngươi cũng không có giá trị đó nói một câu không dễ nghe động vào cậu hắn cũng ngại bẩn tay nhưng ta cũng không ngại tay bẩn nếu ngươi không biết nên lựa chọn như thế nào ta không ngại trên tay dính một chút máu nàng dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt đất giống như là một vị nữ vương đồng dạng cho nữ minh tinh hạ đạt tối hậu thư cho ngươi hai phút suy nghĩ hai phút sau vận mệnh của ngươi sẽ bị thay đổi. Nữ minh tinh vừa khóc, vừa nghĩ phải làm gì bây giờ. Một phút sau, cô đột nhiên nghĩ tới Trần Phi Ngư. Lúc này, tại sao mình không gọi điện thoại cho Trần Phi Ngư, tại sao không nhờ hắn giúp đỡ? Cô đột nhiên cầm lấy di động trên sofa, gọi điện thoại cho Trần Phi Ngư. Tô Khuynh Nguyệt nhìn nàng làm hết thảy, hơi hơi hiếp mắt, cũng không có ngăn cản, trong ánh mắt còn có vẻ nghiền ngẫm điện thoại tuy rằng thông, nhưng là nữ minh tinh còn không đợi đem chính mình khó xử nói ra, liền nghe thấy Trần Phi Ngư nổi giận thanh âm. Anh sắp chết sao? Gọi điện thoại gì cho tôi? Lưu lại những lời này, điện thoại không có âm thanh. Chương 6 Tiểu trư pay hình xăm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nữ minh tinh ngơ ngác nhìn điện thoại di động, lại nhìn tô khuynh nguyệt dưới ánh trăng bao phủ. Cô phát hiện người phụ nữ này so với mình còn xinh đẹp hơn, không làm minh tinh thật đáng tiếc. Lại một phút trôi qua, một phút này nữ minh tinh cái gì cũng không nghĩ, bởi vì cô đã không biết nên nghĩ cái gì. Tô khuynh nguyệt như có như không nhìn nữ minh tinh, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng trượt trên mặt bàn thủy tinh. Thanh âm bén nhọn lại chói tai khiến nữ minh tinh lập tức có quyết định. Ta làm sáng tỏ, ta hiện tại liền làm sáng tỏ cho cơ thần. Tô Khuynh Nguyệt nhàn nhạt từ một tiếng, đứng dậy giơ một ngón tay lên. Thứ nhất, anh phải đưa ra tuyên bố làm sáng tỏ. Cô lại giơ một ngón tay lên. Thứ hai, anh phải đưa ra tuyên bố xin lỗi. Nữ minh tinh cũng thức thời, thuận tay trèo lên. Còn người thứ ba không? Thứ ba. Tô Khuynh Nguyệt sửng sốt một chút, cười cười. Nếu ngươi không ngại, có thể bôi nhọ Trần Phi Ngư một chút. Lưu lại câu này làm cho nữ minh tinh kinh ngạc, cô dẫm lên giày cao gót màu đen, đát 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 rời khỏi phòng. Bên trong chiếc BMW màu đen, Tô Khuynh Nguyệt duỗi lưng một cái, lẩm bẩm. Nhiệm vụ hoàn thành, chuyện kế tiếp không thuộc về ta quản. Khách sạn hạng sang Starwood. Trần Phi Ngư nhảy cao đang mắng người đại diện cùng mấy trợ lý của hắn. Máu trên đầu người đại diện theo tóc ngắn nhỏ xuống mặt đất, trên mặt đất không chỉ có máu, còn có thủy tinh vỡ. Mấy trợ lý cũng không khá hơn chỗ nào, mặt sưng rất cao, hiển nhiên là bị Trần Phi Ngư quạt một trận. Phế vật, một đám phế vật, ta cho các ngươi nhiều tiền như vậy, ngay cả chút chuyện này cũng không làm được. Hacker kia là chuyện gì xảy ra? Lúc trước không phải anh còn khoe khoang với tôi hắn là hacker đỉnh cấp sao? Không ai bắt được, mới vài ngày đã bị người ta bắt rồi. Người đại diện cúi đầu, miệng nói không đúng. Hắn chỉ có thể nói không đúng bởi vì cái khác hắn hoàn toàn không biết gì cả đúng lúc này điện thoại di động rung lên trần phi ngư đang nổi giận chửi ầm lên ai thương mại điện thoại di động không biết tắt máy một trợ lý nhìn di động trên sofa phía sau anh nhỏ giọng nói là di động của anh trần phi ngư trừng mắt một cước liền đem tên trợ lý kia đá tới bên tường chỉ có anh nói nhiều vì sao không tắt điện thoại của tôi đạp vài cái lúc này anh mới cầm lấy di động nhìn điện thoại di động trên màn hình hiển thị hắn trên mặt phẫn nộ nháy mắt biến mất giống một con đợi làm thịt cừu non thân thể đứng thẳng tắp sau khi nhận điện thoại thân thể anh hơi cong xuống phía dưới phụ thân người có chuyện gì sao đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm trầm ổn a à tua ngươi gặp trắc rối lập tức ra nước ngoài trốn một chút trần phi ngư vẻ mặt mờ mịt gây hòa gì gần đây tôi không làm gì cả. Câm miệng đi, anh tính tình gì tôi còn không biết, mau cút ra nước ngoài cho tôi. Nếu không đi, sẽ không còn kịp nữa. Không kịp ba chữ vừa mới nói xong, cửa khách sạn kéo kẹt một tiếng bị người đẩy ra. Từ bên ngoài, đi tới một đám mặc âu phục màu đen, đều kính trăm màu đen nam nhân. Đám nam nhân này thân cao chênh lệch không nhiều lắm, song song hướng phòng vừa đứng, cực kỳ giống trong phim Bảo Tiêu. Thực ra họ là vệ sĩ. Các ngươi làm gì vậy? Ai cho các ngươi vào? Trần Phi Ngư chỉ vào mấy bảo tiêu mặt không chút thay đổi quát lớn. Đám vệ sĩ giống như pho tượng, không nhúc nhích. Người đại diện vừa rồi bị Trần Phi Ngư đánh một trận, trong lòng đang nghẹn một cổ lửa giận. Thấy bảo tiêu đột nhiên xông tới, thuận tay cầm lấy một bình rượu đỏ, nhắm ngay đầu một bảo tiêu cách mình gần nhất đập xuống. Ngay khi người đại diện cho rằng mình sẽ đại triển thần uy, tay lại dừng ở giữa không trung. Hắn nhìn về phía cổ tay của mình, cổ tay bị một bàn tay mạnh mẽ khác nắm lấy. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn, thấy một gương mặt đeo kính râm, mặt không chút thay đổi. Khuôn mặt kia để cho hắn có chút hoảng sợ, hắn muốn lui, nhưng là tay lại bị người bắt được. Tên bảo tiêu kia trầm mặt nhìn chầm chầm hắn, không nói lời nào, cũng không buông tay. Đúng lúc này, ngoài cửa đi tới một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu đen bên hông nam nhân đeo một thanh bội đao cực kỳ giống hiệp khách cổ đại hắn nhẹ nhàng giơ tay lên nhẫn ngọc lục bảo trong tay dưới ánh đèn phản chiếu ra một loại ánh sáng xanh thẳm như sói kéo tất cả bọn họ xuống đám vệ sĩ nghe tiếng mà động tự như bắt gà con một tay xách một người đi ra khỏi phòng trong căn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại có nam nhân mặc áo choàng đen cùng trần phi ngư ngươi là ai ngươi muốn làm gì Trần Phi Ngư cầm điện thoại di động hỏi. Áo choàng nam nhân đi tới Trần Phi Ngư trước mặt, trước cho hắn hai cái tác, sau đó một cước đem hắn đá tới trên sofa. Điện thoại di động của Trần Phi Ngư rơi trên mặt đất, màn hình bị ném ra mấy đạo vết trách. Trái tim người bên kia điện thoại cũng tan nát theo, ngay sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng trống giận. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động đến con ta, ta tuyệt đối không tha một chữ cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, nằm nhân áo choàng liền một cước đạp nát điện thoại di động. Hắn đi tới Trần Phi Ngư trước mặt, vỗ vỗ hắn có chút sưng đỏ mặt. Ngươi còn chưa có tư cách biết ta là ai. Hôm nay tới, chính là muốn đánh ngươi một trận, thuận tiện nói với ngươi một chuyện, không nên đi trêu chọc cơ thần. Ngươi đang uy hiếp ta. Ánh mắt Trần Phi Ngư cơ hồ muốn lộ ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị uy hiếp ngươi có biết ta là ai không? Ta là Trần Phi Ngư, phụ thân ta là. Hắn còn chưa kịp báo ra đại danh của phụ thân, đã bị nam nhân áo choàng một quyền đánh vào cầm. Máu tươi hỗn hợp lấy mấy cái hàm răng từ trong miệng phun ra, phun ở áo choàng nam nhân trên người, phun ở trên người mình, phun ở vừa rồi đánh người đại diện trên mặt đất. Ta mặc kệ ngươi là ai, cho dù là thiên vương lão tử cũng không nên vi phạm ý nguyện của ta. Nếu không, kết cục của anh cũng giống như người đại diện. Nam nhân áo choàng nói đến đây, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Hai gã hắc y nhân kéo người đại diện từ bên ngoài đi vào. Nam nhân áo choàng sợ Trần Phi Ngư thấy không rõ lắm, hảo tâm túng cổ áo sau của hắn kéo hắn tới bên người đại diện. Nhìn kỹ một chút. Trần Phi Ngư nhìn máu chảy đầm đìa, đã không có hai tay người đại diện, sợ tới mức ách một tiếng, ánh mắt đảo qua, hôn mê người đàn ông mặc áo choàng đá anh ta và nói với vệ sĩ bên cạnh anh ta đánh anh ta thật mạnh và xăm cho anh ta một hình xăm khác của Pai ghi vệ sĩ cố nén ý cười nhỏ giọng hỏi hoa văn ở chỗ nào nam nhân áo choàng suy nghĩ một chút hoa văn trên cổ tay hoa văn trên cả hai cổ tay chợt hắn cười lớn nghênh ngang rời đi sáng sớm cơ thần mở điện thoại ra Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là vô số tin nhắn Dương Mật gửi tới, còn có mấy cuộc điện thoại thoại. Hắn đang muốn nhìn xem Dương Mật gửi cho hắn cái gì, điện thoại của Dương Mật liền gọi tới. Nghe điện thoại, bên kia điện thoại truyền đến thanh âm kích động lại hưng phấn của Dương Mật. Được rồi, được rồi, không có việc gì. Cơ thần mơ mơ màng màng ừ một câu, không vui không buồn. Chương 7 40 km hoa đào ổ bạn đang nghe tại truyện chấm audio tình huống của anh thế nào sao không kích động chút nào dương mật rất buồn bực thiếu chút nữa bị phong sát hiện tại bình yên vô sự không nên kích động hô vài câu sao cái gì mà phải kích động sớm muộn gì công lý cũng sẽ chiến thắng cái ác được rồi anh đi xem weibo trước lát nữa đến công ty nói chuyện với em cúp điện thoại cơ thần mở weibo Tiêu đề uy bộ là tin tức đêm qua nữ minh tinh kia xin lỗi cơ thần và làm sáng tỏ. Cơ thần cũng không thèm để ý nữ minh tinh này nói cái gì, hắn để ý chính là phản ứng của cư dân mạng. Mở bình luận ra xem, cơ thần khẽ nhíu mày. Lúc này đây phần lớn bình luận đều ủng hộ hắn, nhưng vẫn có chút não tàn ủng hộ Trần Phi Vũ. Để cho hắn khó chịu chính là, người khởi xướng Trần Phi Vũ tự hồ không có chuyện gì. Ngay tại thời điểm hắn có chút buồn bực, Cơ Nguyệt gọi điện thoại tới. Sự tình đều làm thỏa đáng cho ngươi. Cơ thần biểu môi, âm dương quái khí chăm chọc. Gì à, hacker và nữ minh tinh kia gì làm rất đẹp. Nhưng Trần Phi Vũ sao lại không có chuyện gì? Cơ Nguyệt cười khanh khách. Ai nói hắn không sao, hắn bị người ta đánh một trận, đang nằm trong bệnh viện. Bất quá ta quả thật không hạ tử thủ với người này, nhân vật nhỏ như vậy, để lại cho ngươi đi. Người nếu ngay cả nhân vật như vậy cũng không đối phó được, về sau đừng nói mình họ cơ. Truyền thông Gia Hưng, cơ thần và Dương Mật lại gặp nhau, giống như cách một thế hệ. Dương Mật kích động nhào lên người cơ thần, hôn rồi lại hôn. Cơ thần ghét bỏ đẩy Dương Mật sang một bên, lại lui về phía sau vài bước. Làm gì làm gì, để người ta chụp không tốt, đừng có hồng chiếm tiện nghi của tôi. Dương Mật lường hắn một cái, bảo hắn ngồi xuống chuyện tốt hôm nay thật sự là hết người này đến người khác, chuyện của cô vừa mới giải quyết, đạo diễn Lý đã gọi điện thoại tới, nói là cho cô đóng vai năm chính. Cơ thần bắt chéo chân, ngồi trên ghế nhẹ nhàng lắc lư. Ai là đạo diễn Lý? Là đạo diễn Lý bỏ đá xuống giếng không cho tôi diễn vai năm chính sao? Dương mật tức giận liếc hắn một cái. Được rồi, anh cũng đừng nóng giận, hắn cũng không có biện pháp. Ngoài trừ Lý Đạo, mấy đạo diễn khác cũng muốn mời anh tham gia điện ảnh, còn có mấy chương trình giải trí cũng tới tìm anh. Chương trình giải trí Có chương trình giải trí cao cấp không? Cơ thần hơi có hứng thú hỏi. Dương Mật đem một sấp tư liệu ném ở bên cạnh bàn. Chương trình giải trí cao cấp không có, nhưng có một chương trình giải trí rất hot, cậu có thể tham gia. Cái trên cùng chính là Cô chỉ chỉ một phần tư liệu phía trên cùng. Cơ thần thò người về phía trước, liền thấy một hàng chữ to. Đào hoa ổ 40 km. Tiết mục này hắn biết, nghe nói mỗi một quý khách quý đều có mười mấy người, hơn nữa lai lịch cũng không nhỏ. Loại tiết mục này, cho dù là không nóng bỏng, cũng có rất nhiều người chen vỡ đầu muốn tham gia. Bởi vì tham gia tiết mục như vậy có thể kết bạn với rất nhiều minh tinh, đối với sự phát triển sau này của mình có rất nhiều chỗ tốt. Cơ thần cầm lấy tư liệu lật xem vài trang phát hiện đội hình khách quý quý này cũng phi thường cường đại. Trong đám khách quý này, hắn xem như là tồn tại mạc lưu. Trước khi xảy ra chuyện, anh vẫn luôn chuẩn bị cho bộ phim kia của đạo diễn Dương. Nhưng đạo diễn Dương bỏ đá xuống giếng, khiến ông vô cùng bất mãn, ông cũng không có ý định hợp tác với đạo diễn Dương. Hắn vỗ vỗ tư liệu trên bàn, cười nói. Ta muốn tham gia đào hoa ổ 40 km. Dương Mật không thể làm gì gật đầu, hắn biết cơ thần không có khả năng tiếp nhận lời mời của đạo diễn Dương. Đây là số điện thoại của đạo diễn Đào Hoa Ổ, hôm nay anh liên lạc với ông ấy trước đi. Nghe nói bọn họ muốn tổ chức một bữa tiệc, muốn cho khách quý làm quen với nhau một chút. Không có vấn đề gì, anh ký hợp đồng với bọn họ đi. Cơ thần liên lạc với đạo diễn tạ ở Đào Hoa Ổ 40 km. Thái độ tạ đạo không nóng không lạnh, đem địa chỉ tụ hội tối nay nói cho cơ thần, liền cúp điện thoại buổi tối, cơ thần đi tới địa chỉ tụ hội. Hưng Long Tử Trang Đi tới cửa phòng, hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Mở cửa là một cô gái xinh đẹp, dáng người cao gầy, dáng dấp cũng rất ngọt ngào, trong mắt có một loại ngu xuẩn trong suốt. Vừa nhìn thấy cơ thần, liền nhiệt tình kéo cơ thần vào phòng. Nhìn xem, nhìn xem. Đây là ai? Đây chính là cơ thần dám khiêu chiến với Trần Phi Vũ. Hắn cũng dám đắc tội ngươi, sẽ không sợ cha mẹ hắn tìm ngươi phiền toái nha. Những người khác biết chuyện này liên lụy cực sâu, cười mà không nói. Nam diễn viên trận tam tướng mạo có chút đẹp trai nói với cô gái vừa rồi. Tử Di, nếu em bội phục anh ấy như vậy, để anh ấy ngồi bên cạnh em đi. Sau khi nói xong, hắn còn xây dịch ghế dựa của mình, tự hồ muốn kéo dài khoảng cách với cơ thần. Những người khác thấy động tác này của hắn, thân thể cũng dịch sang bên cạnh, cố ý kéo dài khoảng cách với cơ thần. Bọn họ cũng không chán ghét cơ thần, nhưng bởi vì Trần Phi Vũ cũng không muốn thân thiết với cơ thần. Cơ thần đại mã kim đao ngồi bên cạnh tử di, cười hỏi nàng. Người tên gì, thoạt nhìn có chút ngốc. Mạnh tử di không muốn nghe người khác nói cô choáng ván, tức giận ngửa cổ. Ta mới ngốc, ta phi thường thông minh, sau này nếu chúng ta có thể trở thành bằng hữu, ngươi sẽ biết ta thông minh cỡ nào. Nói xong nàng còn đắc ý lắc lắc đầu, tự hồ cảm thấy làm như vậy phi thường đáng yêu. Trong lòng Cơ Thần buồn cười, trước mắt không nhìn ra nha đầu này có chỗ nào thông minh, ngược lại biểu hiện ngốc nghếch vô cùng rõ ràng. Mọi người làm một cái tự giới thiệu, sau đó liền cùng người quen nói chuyện. Cơ Thần cùng đám người này cũng không biết, lại bởi vì cùng Trần Phi Vũ trong lúc đó mâu thuẫn, cho nên không có người nào cùng hắn nói chuyện phím, chỉ có Mạnh Tử Di thỉnh thoảng sẽ cùng hắn nói vài câu lúc sắp ăn cơm xong trần tam tự đột nhiên đề nghị nghe nói trần phi vũ nằm viện chúng ta có muốn cùng đi thăm cậu ấy không căn phòng vốn náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh lại mọi người mặc danh kỳ diệu nhìn trần tam tự không rõ hắn tại sao vào lúc này trường hợp này đưa ra như vậy không hợp lý yêu cầu ở đây những người này có một bộ phận nhận thức trần phi vũ có một bộ phận cùng trần phi vũ không có gì cùng xuất hiện cho dù là quen biết cũng chưa nói tới có giao tình gì có thể chỉ có trần tam tự cùng trần phi vũ có chút giao tình hắn nếu là muốn đi chính mình đi là được rồi tại sao phải để cho bọn họ cùng đi theo quan trọng hơn là trước mắt nơi này còn ngồi một cơ thần hắn nói như vậy không phải làm cho cơ thần khó xử sao trong số khách mời trương lão có địa vị cao nhất mở miệng chúng ta cùng trần phi vũ không có gì cùng xuất hiện nhưng người đã nói như vậy chúng ta không đi cũng không thích hợp, vậy chúng ta đi một chuyến thôi. Nói xong lời cuối cùng, hắn dùng ánh mắt hỏi ý tứ của những người khác. Mọi người không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đột nhiên, trương lão nói với cơ thần. Cơ thần, con còn có việc phải không? Có việc con đừng đi. Mọi người cho rằng hắn sẽ xuống dốc, nào biết cơ thần lắc đầu, nghiêm trang trả lời. Không có việc gì, tôi một chút chuyện cũng không có, tôi đi cùng các người hắn đã sớm muốn đánh trần phi vũ một trận nhưng không có cơ hội hôm nay cơ hội tới hơn nữa còn là trần phi vũ bằng hữu cho hắn sáng tạo cơ hội lúc hắn và dương mật tách ra còn hỏi dương mật trần phi vũ ở bệnh viện nào dương mật sợ hắn lại đi gây chuyện nên không nói cho hắn biết hỏi những người khác những người khác cũng nói không biết vốn tưởng rằng một đoạn thời gian gần đây không thấy được trần phi vũ không nghĩ tới có người lại đem Trần Phi Vũ đưa đến trước mắt. Chương 8 Lau cho ngươi xoa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Mọi người cũng không rõ cơ thần nghĩ như thế nào. Nhưng hắn muốn đi, mọi người cũng không có biện pháp ngăn cản. Mọi người lên xe, đi tới bệnh viện số 3. Xa hoa phòng bệnh trước, Trần Tam Tự để cho mọi người trước ở cửa chờ một chút, hắn đi bên trong cùng Trần Phi Ngư nói một tiếng, một lát sau hắn liền xanh mặt từ trong phòng đi ra vừa đi ra liền hung hăng trừng mắt liếc cơ thần ở phía sau đám người dân chúng thấy trên mặt ngài có năm dấu ngón tay biết ngài đã bị đánh trần tam tự xoa xoa mặt mình kiếm cớ cho mình vừa rồi có một con mũi ở trên mặt tôi tôi hận nhất là mũi ra tay hơi nặng làm mặt mình sưng lên không biết còn tưởng rằng ta là bị người khác đánh đâu rồi ha 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 hắn cười vài tiếng thấy không ai cười theo mình liền ngừng cười để mọi người đi vào mọi người nối đuôi nhau đi vào khi cơ thần muốn đi vào trần tam tự một tay chống khung cửa ngăn cơ thần ở ngoài cửa ngươi không thể đi vào tránh sang một bên cơ thần bắt lấy cổ tay hắn dùng sức kéo ra ngoài hắn liền giống như một quả bóng cao su bị kéo ra xa vài mét cơ thần lắc mình đi vào phòng bệnh trong phòng bệnh Mọi người vây quanh Trần Phi Ngư hỏi hang ân cần. Đột nhiên, thanh âm cơ thần ở phía sau vang lên. Mọi người nhấp nháy, nhấp nháy, tôi đến xem Trần Phi Ngư. Nghe được thanh âm của hắn, mọi người liền biết sắp xảy ra chuyện. Bởi vì trong thanh âm của cơ thần rõ ràng có một loại vui sướng khi người gặp họa. Đồng tử Trần Phi Ngư rung lên, muốn từ trên giường bò dậy. Nhưng toàn thân hắn đều cuốn băng vải, căn bản là không nhúc nhích được hắn trơ mắt nhìn bộ mặt đáng ghét của cơ thần xuất hiện trước mắt mình ngay sau đó hắn liền nhìn thấy một thứ trong tay cơ thần ánh mắt phúc chốc mở to những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc không biết tại sao trong tay cơ thần lại cầm một bình nước bình nước này là cơ thần lấy từ bên cạnh phòng bệnh hắn vừa rồi còn cố ý sờ soạn bình nước ấm nước bên trong có nước không phải rất nóng nhưng cũng không phải rất lạnh vừa vặn cho trần phi ngư hưởng dụng dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người cơ thần nhảy dựng lên nhảy lên giường bệnh cưỡi lên người trần phi ngư cười hắc hắc mặt em bẩn rồi anh lau cho em nói chuyện hắn liền đem trong ấm nước nước tưới đến trần phi ngư trên đầu sau đó đối với trần phi ngư mặt chính là một trận chà lau nói là lau chùi kỳ thật chính là nắm đấm như hạt mưa rơi vào trên mặt trần phi ngư trần phi ngư đau quỷ khóc sói tru hướng những người khác xin giúp đỡ nhưng những người khác lại giống như choáng váng, đứng tại chỗ thật lâu cũng không nhúc nhích. Trần Tam tự vọt vào phòng bệnh, những người khác mới kịp phản ứng, kéo cơ thần ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài phòng bệnh, mọi người khuyên cơ thần. Trong phòng bệnh, Trần Phi Ngư vì bù đắp chính mình vừa rồi bị thương tổn, chính đối với Trần Tam tự quyền đấm cước đá. Trần Tam tự tuy có lực phản kháng, nhưng ở Trần Phi Ngư cường đại bối cảnh áp bách dưới, một động cũng không dám động tự như một con cừu non đợi làm thịt, mặc cho Trần Phi Ngư đánh chửi. Bên ngoài phòng bệnh, có người chỉ trích cơ thần, có người oán giận cơ thần, có người bảo cơ thần chạy mau. Bất kể là xuất phát từ phương thức nào, cơ thần có thể cảm giác được bọn họ cũng không có bởi vì hành vi vừa rồi của mình mà chân chính tức giận. Hắn cười ha hả an ủi mọi người, để mọi người không cần lo lắng, chuyện này hắn sẽ giải quyết. Mọi người trợn trắng mắt anh vô duyên vô cớ đánh một bệnh nhân về tình về lý đều không thể nói nổi anh giải quyết như thế nào luận thân phận không cao bằng trần phi ngư luận địa vị không cao bằng trần phi ngư luận bối cảnh gia đình cũng không cao bằng trần phi ngư ở lại nơi này cũng chỉ có một con đường chết trương lão vỗ vỗ bả vai cơ thần chân thành nói tiểu tử ngươi quá xúc động mau chạy đi nếu không chạy sẽ không còn kịp nữa lát nữa nhân viên liên quan đến anh giải thích thế nào cơ thần khoanh hai tay nghiêng người tựa vào tường không cần ta giải thích trần phi ngư sẽ giải thích cho ta hắn tuyệt sẽ không thừa nhận ta đánh hắn mọi người làm sao có thể tin tưởng lời của hắn trương lão nháy mắt với mấy người ý bảo bọn họ kéo cơ thần đi nhưng lực lượng của bọn họ kém xa cơ thần càng đáng giận chính là cơ thần sau khi thoát khỏi bọn họ lại cùng bọn họ trốn tìm một hồi chạy đến vê đúc c. một hồi chạy đến phòng bệnh khác đem mọi người mệt mỏi gần chết sửng sốt không có đuổi tới hắn trong thời gian bọn họ chơi trốn tìm nhân viên các cơ quan liên quan đã tới vài người bọn họ không có trước tiên đi tìm cơ thần mà là vào phòng bệnh hướng trần phi ngư hỏi chuyện vừa rồi sau khi nhân viên liên quan đi ra mấy người trương lão liền vây quanh muốn thay cơ thần biện hộ nhưng không đợi trương lão mở miệng một người dẫn đầu đã chăm chọc khiêu khích các ngươi giới giải trí thật loạn, bị người đánh còn chết không thừa nhận, còn nói là cùng đối phương nháo chơi, thật sự là kỳ quái. Nói xong, hắn liền mang theo người rời đi. Mấy người trương lão sững sờ tại chỗ, không rõ là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là Trần Phi Ngư cảm thấy quá mất mặt, cho nên không dám thừa nhận chuyện này. Ngay lúc mấy người đang nghị luận, cơ thần không biết từ đâu nhảy ra. Xem đi, ta đã nói không có việc gì trương lão nhẹ nhàng đá mong cơ thần một cước tiểu tử này thật đúng là có bản lĩnh bất quá về sau cũng không thể lỗ mãn như vậy không phải tất cả mọi người đều là trần phi ngư trần phi ngư không vạch trần anh cũng không phải vì bảo vệ anh nhất định là muốn dùng biện pháp khác đối phó với anh chính ngươi cẩn thận đi cơ thần đánh trần phi ngư mọi người cũng không tiện đi thăm trần phi ngư cười cười nói nói rời đi đạo diễn tạ ngồi sổm ở góc tường phòng bệnh mặt ủ mày chau. Cơ thần đánh người xong phủi mông đi, nhưng hắn không thể bỏ đi. Tuy nói đám người này là Trần Tam tự mang đến, nhưng hắn là đạo diễn đào hoa ổ 40 km. Có trách nhiệm giám sát nhất định đối với hành vi của người khác. Hắn không giám sát tốt cơ thần, tự nhiên phải gánh vác phần trách nhiệm này, gánh vác lửa giận của Trần Phi Ngư. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Trần Phi Ngư sẽ vận dụng một ít lực lượng trở ngại 40 km đào hoa ổ quay chụp thậm chí sẽ trở ngại 40 km đào hoa ổ phát sóng. Quả nhiên, khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy Trần Phi Ngư thời điểm, Trần Phi Ngư đối với hắn chửi ầm lên, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo tạ đạo. Chỉ cần cơ thần tham dự tiết mục ghi hình, tiết mục này liền vĩnh viễn đừng nghĩ phát sóng. Tạ đạo diễn xám xịt trời đi. Đi ra khỏi bệnh viện, hắn liền muốn gọi điện thoại cho cơ thần, đem cơ thần từ trong danh sách khách quý đào hoa ổ 40 km loại bỏ nhưng điện thoại vừa gọi ra anh lại do dự trong phong ba của cơ thần và trần phi ngư trần phi ngư bị thương không nhẹ nhưng cơ thần lại hoàn hảo không tổn hao gì có vẻ hơi bất thường chẳng lẽ sau lưng cơ thần cũng có người ủng hộ hơn nữa quan hệ giữa cơ thần và dương mật lại không tệ nếu không là có dương mật trợ giúp hắn không có cái kia năng lực mời tới nhiều như vậy khách quý một khi đá cơ thần tất sẽ đắc tội với dương mật còn có một điểm chính là, hắn muốn mượn nhiệt độ của cơ thần kiếm chút lưu lượng. Nếu đá cơ thần, độ chú ý có thể sẽ giảm xuống. Ngay tại thời điểm hắn không biết nên lựa chọn như thế nào, một cú điện thoại đột nhiên gọi tới. Chương 9 Chuyện này ta quản Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đạo diễn tạ, nghe nói anh đụng phải đinh ở chỗ trương lão, có phải muốn đuổi cơ thần đi không? Tiểu tử này ta rất thích, tốt nhất chúng ta có thể tìm phương pháp vẹn toàn đôi bên ta còn có chuyện khác không nói với ngươi trước trương lão bên kia điện thoại không cho đạo diễn tạ cơ hội nói chuyện nói xong liền cúp điện thoại đạo diễn tạ nhìn di động lại nhìn bệnh viện phía sau dùng sức gãi gãi tóc ai cũng không đắc tội nổi vậy phải làm sao bây giờ trên đường trở về hắn liền suy nghĩ chuyện đắc tội với người khác không thể để cho ta làm một mình dù thế nào cũng phải kéo vài người xuống nước. Anh gọi điện thoại cho Dương Mật trước, nói chuyện này với Dương Mật. Sau đó, lại mời khách quý tiết mục đến tử Trang Hưng Long, để cho bọn họ quyết định chủ ý cho mình, thuận tiện cũng kéo bọn họ xuống nước. Cơ thần vừa về công ty, đã bị Dương Mật túng lỗ tai mắng cho một trận. Dương Mật mắng xong. Điện thoại tà đạo mời hắn đến tử Trang Hưng Long liền tới. Trang trại rượu Hưng Long. Ngày hôm qua gặp mặt mọi người lần nữa gặp mặt, chỉ không quá thiếu một cái trần tam tự. Tạ đạo không có đem trần tam tự gọi tới, bởi vì hắn biết trần tam tự ý kiến. Nếu đã biết, cũng không cần phải nghe lại một lần nữa. Tạ đạo, ban ngày ban mặt gọi chúng ta tới đây làm gì? Mạnh tử diên nhiên đầu, trừng mắt nhìn đôi mắt to thuần khiết vô tội. Tạ đạo chỉ vào cơ thần. Gọi hai người tới là thương lượng chuyện của anh ấy tên này gây ra đại họa đánh trần phi ngư trần phi ngư nói với tôi chỉ cần cơ thần ở tổ tiết mục tiết mục của chúng ta vĩnh viễn không thể phát sóng hắn lợi hại như vậy sao mạnh tử di le lưỡi lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía cơ thần ai nha nha ngươi chính là tay thiếu ngày hôm qua làm gì đánh hắn nha bây giờ xong rồi hại chính mình không nói ngay cả chúng ta cũng bị hại nếu không ngươi đi đi những người khác không nói gì loại chuyện đắc tội này bọn họ cũng không muốn làm đừng nhìn cơ thần hiện tại gặp khó khăn ai biết ngày nào sẽ nhất phi trùng thiên cho nên có thể hay không tội nhân tận lực không đắc tội người trương lão nặng nề vỗ vỗ bàn trần phi ngư thật đúng là cuồng cha mẹ hắn cũng không có cuồng như vậy cơ thần anh không cần gấp đạo diễn tạ anh cũng không cần lo lắng chuyện này tôi lo trương lão đem sự tình kháng cự mọi người ngược lại yên tâm bởi vì địa vị của trương lão và địa vị của cha mẹ trần phi ngư không chênh lệch bao nhiêu hơn nữa còn có chút giao tình với cha mẹ trần phi ngư nếu hắn từ trong đó nói hòa giải quyết vấn đề này không lớn cơ thần vui vẻ tạ đạo diễn vui vẻ tất cả mọi người rất vui vẻ duy chỉ có trần phi ngư và trần tam tự là không vui vừa mới trần phi ngư nhận được điện thoại của mẫu thân mẫu thân ôn nhu nói với hắn phải cho trương lão một cái mặt mũi, không nên đi treo chọc tổ tiết mục nữa. Trần Phi Ngư nổi trận lôi đình, ném điện thoại di động của mình, đem Trần Tam tự điện thoại di động cũng đoạt lấy ném. Hắn không có chỗ phát tiết, chỉ có thể hung tận nhìn chầm chầm Trần Tam tự, để Trần Tam tự ở trong tổ tiết mục tạo ra phiền toái cho cơ thần. Vài ngày sau, đào hoa ổ 40 km tiến hành quay phim. Khách mời tổng cộng có 11 người. Tổ tiết mục cung cấp cho bọn họ ba biệt thự loại nhỏ, lần lượt là phòng số 1, phòng số 2, phòng số 3. Hãy để bé tự chọn phòng mình thích. Một hồi minh tranh ám đấu, cứ như vậy bắt đầu. Bản thân ba biệt thự không có gì tốt xấu. Nhưng sau khi có người vào ở, bởi vì nguyên nhân con người liền sinh ra một loại phân chia tốt xấu. Trương lão là lão tiền bối thân phận cao nhất tư cách cao nhất trong khách quý, cho nên mọi người trước hết để cho trương lão chọn phòng trương lão không thích náo nhiệt chọn một biệt thự ba người cũng chính là phòng số một hắn vừa chọn xong trần tam tự liền nhảy ra ba chữ trương trần cậu xem ai ở cùng cậu tốt hơn trương lão cười cười các cậu tôi đều thích để tôi chọn tôi không chọn được vẫn là các cậu tự chọn đi tôi đi xem biệt thự trước nữ nhân nổi tiếng đỗ tân nguyệt cùng trương lão từng có nhiều lần hợp tác trong các khách quý địa vị cũng khá cao cô cười đi tới trước mặt ông trương nói chúng ta là người quen cũ tôi ở phòng số một với ông tốt còn có ai muốn cùng chúng ta ở dưới một mái hiên trương lão cười hỏi mọi người một nam minh tinh táo bạo giơ tay lên như một học sinh tiểu học tôi đồng ý tôi đồng ý đỗ tân nguyệt cười gật đầu hai chúng ta đều già rồi đang thiếu một tiểu tử trẻ tuổi giúp chúng ta làm việc mệt nhọc chỉ có ngươi thôi cứ như vậy, ba người bọn họ vào ở phòng số 1. Còn lại có 8 người, chia đều phòng số 2 và phòng số 3. Lúc này, Trần Tam tự lại nhảy ra, hướng những người khác phát ra lời mời. Ai muốn sống với tôi? Hai cái nam minh tinh cùng một cái nữ minh tinh lập tức hoang hô nhảy nhót hướng Trần Tam chữ dựa sát vào. Hiện tại, ngoại trừ cơ thần, còn lại ba ngôi sao. Ba người này kỳ thật cũng muốn cùng Trần Tam tự ở chung một chỗ nhưng là bọn họ chậm nửa nhịp. Một nam minh tinh ảo não thở dài, đi thẳng về phía phòng số 3. Chỉ còn lại bốn người bọn họ, cũng không cần chia tay. Ở cùng một chỗ với cơ thần không ai vui vẻ, cho dù là mạnh tử di vô tâm vô phế cũng biết ở cùng một chỗ với cơ thần sẽ gặp tai ương còn có thể bị hạn chế. Dù sao hắn cũng đắc tội với Trần Phi Ngư. Trần Phi Ngư thiếu chút nữa đem hắn đuổi ra tiết mục tổ, tuy rằng không có thành công, nhưng là Trần Phi Ngư kế tiếp nhất định sẽ thi triển các loại thủ đoạn chèn ép hắn. Mà bọn họ những người ở cùng một chỗ với cơ thần nhất định sẽ bị liên lụy. Quả nhiên, khi phân phối người quay phim, phòng số 3 của cơ thần đã bị đối xử không công bằng. Dưới tình huống bình thường, ngoại trừ người quay phim chung, còn có một người quay phim chuyên môn theo dõi bọn họ. Những người quay phim của các ngôi sao khác đều là những chàng trai trẻ khỏe mạnh. Nhưng tất cả những người quay phim ở phòng số 3 đều là người già yếu bệnh tật. Cùng quay phim của cơ thần lại càng khó lường, tóc hoa râm, bước đi run rẩy. Người quay phim như vậy, có thể quay ra thứ gì tốt? Ba ngôi sao khác ở cùng một chỗ với cơ thần cũng bị liên lụy. Bọn họ cùng quay phim sư so với cơ thần tốt hơn một chút. Tuy rằng cũng là tuổi già sắc suy, nhưng ít nhất còn có thể khiêng được máy quay phim, ít nhất còn có thể chạy hai bước người quay phim kia căn bản là chạy không thoát cơ thần còn phải chiếu cố hắn không thể đi nhanh đi nhanh lão nhân gia này sẽ ngã xuống ngã xuống thì không ai chụp ảnh hắn không ai quay hắn tiết mục này của hắn chẳng khác nào tham gia không công cơ thần phản ánh với tổ làm chương trình tổ làm chương trình đẩy ba chặng bốn nói là nhân viên không đủ tài chính không đủ bảo anh chấp nhận trước một chút buổi tối tổ tiết mục giao cho bọn họ một nhiệm vụ để cho bọn họ mở một cuộc họp, tuyển cử một vị ổ trưởng đi ra. Ổ trưởng chẳng khác nào là người dẫn đầu các minh tinh, có thể bố trí nhiệm vụ cho ổ dân. Trong kho thóc, 10 vị minh tinh tới, chỉ có cơ thần không tới. Mọi người tiếng oán than dậy đất, đối với cơ thần đến muộn ít nhiều có chút bất mãn. Chương 10 Đời thứ nhất ổ dài Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trần Tam tự nắm lấy biếm tóc nhỏ của cơ thần, bắt đầu bố trí cho hắn trương lão ta biết ngài thích cơ thần nhưng ngài nhìn hắn xem chúng ta đều đến hắn không đến cũng không biết hắn bày mưu gì không cho chúng tôi mặt mũi còn chưa tính ngay cả mặt mũi của ngài cũng không cho như vậy cũng quá không lễ phép nếu không là ngài hắn có cơ hội tham gia tiết mục này sao một chút cảm ơn cũng không có ngài thật sự là giúp hắn vô ích trần tam vừa mở miệng người phòng số 2 nhau nhau phụ họa. Người này nói cơ thần không lễ phép, người kia cũng nói cơ thần xem thường. Ngay cả ngôi sao phòng số 3 của cơ thần cũng bắt đầu oán giận cơ thần. Mạnh Tử Di cũng muốn oán giận vài câu, bởi vì nàng quả thật bị cơ thần liên lụy. Nhưng nghĩ đến trước khi đến người đại diện bảo cô ít đắc tội với người khác, cô vẫn che cái miệng nhỏ nhắn của mình lại. Không che miệng, cô sợ mình thốt ra những lời không dễ nghe. Đợi vài phút cơ thần rốt cục xuất hiện. Trần Tam tự thấy cơ thần còn rất nhàn nhã, tức giận không chỗ phát tiết. Có thể nhanh lên một chút được không? Chúng tôi đang chờ anh đây. Cơ thần mở hai tay ra, bất đắc dĩ chỉ chỉ người quay phim phía sau. Các ngươi đừng trách ta, nhìn vị phía sau ta này. Nếu ta đi quá nhanh, hắn sẽ ngã. Lớn tuổi như vậy, vạn nhất ngã xuống các ngươi ai chịu trách nhiệm a? À? Ngươi phụ trách hắn nói xong lời cuối cùng, hung hổ dọa người trừng mắt nhìn Trần Tam Tự. Trần Tam Tự cũng không nghĩ tới người quay phim của cơ thần lại già đến mức này, nhìn không được cười một tiếng. a à, đáng đời. Trương lão vỗ nhẹ bàn, bảo cơ thần ngồi xuống. Cuộc họp. Tổ tiết mục bảo mọi người đề cử ra một ổ trưởng, mọi người xem ai thích hợp, đều nói suy nghĩ của mình. Thanh minh trước, ta không làm ổ trưởng vốn mọi người muốn trương lão làm ổ trưởng nhưng hắn không thỏa đáng điều này làm cho mọi người gặp khó khăn người khác làm tất cả mọi người có chút không phục tự mình làm đi bọn họ cũng biết mình không có tư cách đó mọi người ngươi một câu ta một câu nói trần tam tự không có việc gì tìm việc đem đề tài ném cho cơ thần cơ thần ngươi cảm thấy ai làm ổ trưởng thích hợp cơ thần nói tôi tự đề cử mình Trần Tam tự xị một tiếng. Ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi còn tự đề cử mình, ngươi xứng làm ổ trưởng sao? Ta thấy ngươi xứng đáng để tự đề cử một chữ cuối cùng. Tiện. Mọi người nhìn không được nở nụ cười. Sắc mặt cơ thần trầm xuống, cầm ly giấy còn nửa ly nước ném về phía Trần Tam tự. Cái chén rắc trên mặt hắn, nước rắc trên người hắn, biến hắn thành một con gà ướt sủng. Hắn tự như một con gà trống gáy sáng sớm phấn khởi kêu lên cơ thần ngươi còn không có chút giáo dưỡng sao có thể trước mặt mọi người đùa giỡn chứ đây là đang quay phim đấy lúc không quay phim cậu trông như thế nào tuy rằng hắn bị cơ thần hắt trở nên chật vật không chịu nổi nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ vô cùng hưng phấn một khi video này được phát sóng cơ thần sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn mạng cư dân mạng mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết hắn hắn đừng mơ tưởng lăn lộn trong giới giải trí không chừng chính là bởi vì hành động này của hắn sẽ bị phong sát lần nữa vì định tội cơ thần hắn khiêu khích chỉ vào đầu mình có gan ngươi đánh cái này ngươi đánh cái này ngươi nếu không đánh ngươi chính là quy tôn vương bát đảng cơ thần luôn luôn rất nghe lời đối phương có yêu cầu này hắn tuyệt đối sẽ thỏa mãn nhưng mà hắn cũng không ngốc hắn dùng tốc độ cực nhanh chạy tới cửa kho thóc rầm một tiếng đem cửa kho thóc đóng lại. Sau đó, lại dùng tốc độ nhanh hơn kéo rèm cửa sổ lại. Ngay khi hắn chuẩn bị tắt đèn, cũng không biết người tốt bụng nào lại giúp hắn tắt đèn. Trong kho thóc một mảnh hôn ám, chỉ có phía trước máy quay phim còn phản xạ từng trận ánh sáng, nhưng cũng nhìn không rõ lắm. Cơ thần vì phòng ngừa máy quay phim bắt được mình, lèn lén ghé vào dưới bàn, đi tới dưới chân trần tam tự còn đang dương nanh múa vuốt. Hai tay hắn dùng sức chế trụ cổ chân Trần Tam tự, dùng sức kéo về phía sau. Trần Tam tự ngửa mặt ngã sắp xuống, chỉ kịp phát ra một tiếng ai u đã bị kéo vào dưới bàn. Sau một hồi loạn vang lên, cơ thần từ dưới bàn chui ra, vỗ vỗ quần áo của mình, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Lại có một người tốt bụng mở đèn. Một khắc đèn sáng kia, mọi người tự hồ đoán được trong bóng tối đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như lại không rõ lắm trần tam tự đâu mạnh tử di phát hiện thiếu một người che miệng kinh hô lại run rẩy nói sẽ không có quỷ chứ mọi người không tiếp lời nàng nhìn quanh bốn phía trần tam tự thật sự không thấy ngay tại thời điểm mọi người tìm hắn dưới bàn truyền đến thanh âm ai u ai u mọi người cúi đầu nhìn xuống dưới bàn thì ra ba chữ trần ở dưới bàn nhìn hắn mặt mũi bầm dập chậm rãi từ dưới bàn bò ra mọi người cố nén ý cười có người làm bộ quan tâm trần tam tự hỏi hắn làm sao vậy tại sao lại đến dưới bàn trần tam tự hất người bên cạnh ra chỉ vào cơ thần nghiến răng nghiến lợi tên khốn kiếp mày dám đánh tao tao phải báo cảnh sát tao phải báo cảnh sát bắt mày cơ thần vẻ mặt vô tội anh nói cái gì tôi đánh anh lúc nào anh ít giả bộ chính là anh đánh tôi trần tam vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi người những người xung quanh đều khuyên hắn trương lão đoạt lấy điện thoại di động của hắn ném xuống đất trần tam tự náo loạn đủ chưa không phải ta nháo a à, là hắn là hắn đánh ta trần tam tự vẽ mặt ủy khuất rõ ràng bị đánh chính là mình như thế nào còn nói mình gây sự còn đem điện thoại di động của hắn cho ném đây chính là điện thoại di động apple mới nhất anh mới mua hơn một vạn đồng đấy trương lão không kiên nhẫn trừng mắt nhìn trần tam nghiêm túc nói báo cảnh sát cái gì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện chúng ta nhiều người chờ quay phim như vậy sao có phải cậu muốn làm chậm trễ tiến trình của tổ tiết mục không nhưng mà nhưng mà ta bị đánh trần tam tự có chút chột dạ lại có chút ủy khuất Mạnh tử di nhìn chầm chầm mặt trần tam tự, cười nói. Không nhìn ra cậu bị đánh, mặt cậu không tốt sao? Không nên chậm trễ quay phim. Trương lão tùy tiện nói vài câu có lệ với Trần Tam, đi tới trước cửa sổ mở rèm cửa sổ ra, một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Anh vỗ tay nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục hợp Mọi người cũng không nói gì, chỉ yên lặng cúi đầu. Trần Tam tự mơ hồ nghe thấy có người đang cười, nhưng là theo tiếng nhìn lại, lại không có phát hiện ai đang cười. Chuyện vừa rồi, cứ như vậy không giải quyết được gì. Trương lão có thể cảm thấy thẹn với Trần Tam Tự, cho nên liền đề nghị để Trần Tam Tự làm ổ trưởng. Cơ thần bởi vì vừa rồi đánh Trần Tam Tự một trận, mà Trần Tam Tự lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, cho nên cũng cật nhã đề cử Trần Tam Tự làm ổ trưởng. Trần Tam Tự cho rằng cơ thần đang lấy lòng hắn, trong lòng cười lạnh ngươi cho rằng đề cử ta làm ổ trưởng, ta liền tha cho ngươi. Hừ. Không đuổi em ra khỏi tổ làm chương trình, anh thề không làm người.